bây giờ là bản tin thời sự khẩn cấp. Thưa quý vị, tình hình hiện nay, hiện tượng zombie hay còn gọi là xác sống đang là mối lo ngại trên toàn thế giới. Các nước đang nỗ lực hết sức để có thể kiểm soát và đẩy lùi tình trạng lây lan này. Và đặc biệt tại các thành phố lớn, nhà nước thậm chí đã sử dụng quân sự để có thể kiểm soát và cách ly người dân trong khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, người dân được khuyến cáo ở yên trong nhà, hạn chế ra ngoài đường và những nơi công cộng cho đến khi có những cập nhật tiếp theo. Nếu bạn thấy người thân có những dấu hiệu như mắt lờ đờ, da tái, người sốt thì hãy cách ly ngay và gọi cho đường dây nóng 0086. Và chúng tôi cũng nhận ra có một số đối tượng đang cố gắng bắt giữ trái phép zombie và sử dụng làm vũ khí riêng. Xin được nhấn mạnh đây là hành động vô cùng nguy hiểm và đi ngược lại với an toàn của xã hội. Hiện nay các cơ quan chức năng đang ráo riết truy lùng và bắt giữ những đối tượng tội phạm mới này. Trái tim anh hơi như muốn chết đi khi anh và em biệt ly. Đã có lúc chính anh hoang mang giữa những nghĩ suy, mỏi mệt chẳng thể cất bước đi. Ngỡ như thế giới nhỏ bé chẳng còn một lối thoát. Để trái tim hết đớn đau, để từng kỷ niệm bên nhau hết khát sâu. Cảnh sát đã bắt giữ một đường dây tội phạm zombie.
và chủ mưu của đường dây tội phạm này khi bị bắt đã được giam giữ trong lồng sắt và đã phát điên từ trước đó.